Một con game nông trại mới quá là ngon anh em ạ. Mình đã thực hiện là rút là 31 đô. Như vậy là khoảng là hơn 700 nghìn nha. Và khi mà các bạn đăng ký thành công các bạn, khi mà đăng ký tài khoản thành công các bạn sẽ nhận được là 40.000 miễn phí nha. Đây mình sẽ quy đổi cho các bạn xem nhé. Đây mình thừa nhận là 31 đô này. Bây giờ mình sẽ quy đổi nha. 31 này. Đây thì các bạn có thể thấy này, có bằng 728.000 nhá. Anh em chiến luôn kèo này cho mình nhá. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Video hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một con game nông trại của Malaysia nhá. Thì gần đây có rất nhiều bạn quan tâm đến những cái con game nông trại kiếm tiền. Hôm nay mình lại chia sẻ cho các bạn một con game nông trại mới của Malaysia này. Con này thì các bạn cũng có thể là nuôi những con động vật để các bạn có kiếm tiền nhá. Khi mà đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được là 40.000 Việt Nam đồng nha. Nó tương đương khoảng 2 đô. Sau đó các bạn cũng có thể là mời bạn bè cũng như là các bạn cũng có thể là mua những con vật để kiếm lãi hàng ngày nha. Mình thấy khá là ngon. Rất là bên nước ngoài người ta chơi rất là nhiều, bên Mana chơi rất là nhiều rồi. Thì mình cũng chơi thử nhá. Đây, các bạn thấy này, khi đăng ký này thì các bạn sẽ nhận được là 2 đô này. Và đây là mình có nạp và thêm khoảng 48 đô để tí nữa thì mình mua những con vật ở đây nhá. Đây các bạn có thể thấy những con vật ở đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chơi này nhá. Con này thì các bạn có nên tham khảo, con này mình nghĩ là một con chạy cũng đường dài nhá. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký một tài khoản nhá. Đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả của video, nó chuyển đến đây nhá. Bạn sẽ chuyển sang cái mã vùng là 84 cho mình nhá. Đây bạn sẽ chọn đây cho mình này. 84 này, Việt Nam nhá. Sau đó là các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của các bạn đây, nhập mật khẩu và xác nhận là mật khẩu này. Sau đó các bạn click vào đăng ký nhé. Như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản miễn phí và các bạn sẽ nhận được là 2 đô miễn phí nha. Rồi sau khi mà đăng nhập thành công thì các bạn sẽ thấy ở đây nó đang có một cái sự kiện cũng khá là hay nhá các bạn này. Tiền thưởng hoàn lại 5% cho lần nạp đầu tiên này. Bạn sẽ nhận được là 5% cho lần nạp đầu tiên. Ví dụ như bạn gửi vào là 100 đô la, bạn sẽ nhận được là 5 đô la tiền mặt nhá. Và mình thấy cái cộng đồng của nó cũng khá là lớn nha. Cái nhóm Telegram của nó mình vào thấy khoảng hơn 12.000 thành viên nha. Và chủ yếu là người Malaysia thôi. Người ta chơi rất là nhiều, người ta đang chơi con này khá là nhiều. Thì mình cũng tham gia nhá. Đây các bạn có thể. Ok, đây là nhóm này. Hơn 12.000 thành viên mà các bạn có thể thấy này. Rất là đông người đang chơi kiếm tiền ở trên đây nhá. Rồi quay lại app này thì các bạn sẽ thấy ở đây. Đây là cái giao diện thôi, không có gì cả. Ở dưới đây thì các bạn có thể thấy này, rất là nhiều người cũng đang đăng ký và nhận 2 đô miễn phí này. Đấy, các bạn đăng ký thành công thì bạn nhận được là 2 đô miễn phí nha. Còn ở dưới đây thì là nó có những câu hỏi thường gặp thì các bạn cũng có thể là xem những câu hỏi thường gặp ở đây. Đấy. Và tiếp tục này là rút thăm trúng thưởng này, rút thăm trúng thưởng này thì các bạn thấy cái luật này ở đây. Đây các bạn có thể là nạp tiền thì các bạn sẽ được rút thăm trúng thưởng, hoặc là các bạn có thể là làm nhiệm vụ nhá. Rồi tiếp theo là cái phần nông trại đây. Thì ở đây nó có những cái con vật này. Nếu như các bạn mua con nừa này với giá 10 đô thì thu nhập của các bạn được là 0,2 đô trên ngày. Và nếu và đủ 45 ngày các bạn sẽ bán lại con nừa này nhá, cộng với tiền lãi này. Đấy. Còn ví dụ như con ngựa vằn này 50 đô thì các bạn sẽ được là 2 đô trên ngày nhá, 2 đô trên ngày. Ok. Thì ở đây mình sẽ đầu tư con ngựa vằn nha. Mình đã nạp vào 48 đô để mua con ngựa vằn. Tí mình sẽ đầu tư. Còn ở đây, dưới đây thì nó có những cái phần quà này. Các bạn có thể là có gift code thì các bạn nhập ở đây nha. Rồi còn nếu như các bạn muốn nạp tiền đúng không? Các bạn chọn nạp điện cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ sao chép lại cái địa chỉ TRC20 nhá. Và các bạn sẽ về cái phí chứa TRC20 của các bạn này. Ok, ở đây thì anh em sẽ chọn gửi cho mình nhá. Gửi cho mình này. Dán địa chỉ này cũng như là số tiền các bạn muốn nạp. Ví dụ như các bạn muốn nạp 48 đô thì các bạn chọn 48 nhá, chọn tiếp tục, vậy các bạn chuyển đi là được nhá. Rồi sau khi mà đã có tiền rồi thì các bạn có thể là mở nông trại đây, các bạn có thể mở ở đây nhá. Thì ở đây mình sẽ mở con ngựa vằn này với giá là 50 đô này, chọn này chắc chắn này. Ok, như vậy là mình đã mở thành công nhá. Thì đây cho ăn thành công hôm nay này. Đấy. Thì hàng ngày các bạn sẽ vào đây các bạn cho ăn nhá, để nó để ra tiền cho các bạn. Đấy. Đây là trang trại này. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là mở thêm nhá. Các bạn cũng có thể mở thêm, các bạn đang nuôi con ngựa vằn rồi các bạn có thể mở thêm báo đốm hoặc là con hổ nhá. Đây các bạn có thể kích vào đây để các bạn mở thêm. Nếu như các bạn muốn
nở nhiều hơn nhá. Và trong và 45 ngày thì các bạn mới bán được nha. Và sau khi mà các bạn đã đầu tư rồi thì bạn sẽ được ngay là 2 đô nhá. Đấy, các bạn sẽ đầu tư được là 2 đô và các bạn sẽ rút tiền nhá. Ok nha anh em, thì bây giờ mình sẽ rút tiền nhá. Mình sẽ rút hết tiền là 32 đô này về trang chủ này. Vào rút nha. Ở đây thì các bạn sẽ dán cái địa chỉ rút số tiền này cũng như địa chỉ rút tiền nha. Và số tiền rút tối thiểu là 5 đô nhá. Phí sẽ là 3% nha anh em. Số tiền mình muốn rút này, 32 nha. Cũng như dán địa chỉ phí của mình vào đây. Đây nha anh em. Rồi, xác nhận này. Rút tiền thành công nha. Thì bây giờ mình chỉ cần đợi tiền nó về tài khoản thôi. Ok. Ok nha anh em, như vậy là mình đã rút thành công, mình rút 32 đô thì trừ đi 3% phí nha. Như vậy là mình được nhận được là 31,04 đô này. Khá là ngon luôn nha. Thế anh em nếu chơi, anh em nên chơi ngay con này cho mình nhá. Đây là một con chạy đường dài thì các bạn có thể là tham gia kiếm tiền. Nếu như các bạn muốn miễn phí thì bạn có thể lấy link đi chia sẻ cho bạn bè. Thì khi mà đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được là 40.000 nha. Còn nếu như các bạn muốn đầu tư thì các bạn có thể là tham khảo nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho mọi người nhá. Ở video mới nhất của mình có 114 lượt bình luận hợp lệ thì mình sẽ chọn ra hai bạn để tặng quà nhé. Bạn thứ nhất là bạn Trần Thị Ngọc Trân này, chọn ra một người nữa nhé. Bạn thứ hai là bạn Phụ Hồ này, Entertainment này. Bạn hai bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nhé. Anh em muốn nhận quà từ mình đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận cho chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Bye bye.